Rồi, xin chào mến chào các bạn nha. Thì trước mắt mình là cái bộ dàn cầu cứu thái nha các bạn, là một tay cầm. Thì bên xưởng tiện của chú nông đoàn vừa mới hoàn thiện xong luôn nha. Này, dàn cầu cho máy xăng nha các bạn. Máy xăng anh em chạy từ 6HP cho tới 22HP đó. Này, anh em chạy máy xăng mà chơi dàn cầu thái này nhìn rất là đẹp nha, rất là đẹp. Này, bên trung đoàn làm cái bắp chuối nha, bắp chuối liền. Ở trong thì mình có cái gạt đang nhỏ nha, gạt đang nhỏ mình đấu vô cốt thẳng. Đây, mình làm cái bắp chuối ở ngoài. Bắp chuối này thì mình chạy là nó rất là đẹp các bạn, thẩm mỹ nha, như cốt thẳng ra. Này làm kiểu gọn, ở dưới là mình có một cái giá đỡ lên nha. Còn ở trên là mình làm hai cái lắc léo là mình xiết cái bọc lắp lại. Đây, cái dàn chân nền thì nói chung là làm kiểu nhanh gọn lẹ các bạn, kiểu đẹp nha. Nhanh gọn lẹ, mình nhìn cái dàn cầu nó rất là gọn. Dàn cầu này mình nhỏ xíu à. Bọc lắp thì anh em đang chạy cái bọc lắp 34. Cốt lắp thì cốt lắp ở trong thì sắt lắp 16 nha bạn, sắt lắp 16. Còn cái bọc thì bọc 34 nha. Này thích hợp cho anh em chạy máy xăng. Máy xăng từ 6HP cho tới 22HP. Anh em mà làm cái dàn cầu kiểu thái một thoi cầm này nhìn rất là đỉnh nha. Này. Thì này đang gắn vô cái đầu máy mà đầu máy hương các bạn, gắn vô đặng cho anh em quay cho anh em dễ hiểu nha. Rồi sau đó là sẽ tháo ra rồi đem ra bưu điện gửi cho khách hàng các bạn. Đây, cái chỗ bắp chuối thì anh em nhìn cái mấy con chỗ lắt léo nhìn rất là đẹp nha. Mấy chỗ ngóc mình dặn cũng tiện luôn, nhìn rất là sắc sảo. Này dàn cầu anh em về chạy chơi là nó rất là im các bạn. Nói chung là nó rất là đẹp luôn á, vừa có tính thẩm mỹ mà nó rất là đẹp. Đây, này bên xưởng tiện chúng đoàn nha. Gia công dàn cầu kiểu thái một tay cầm. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì alo nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cũng xin tạm dừng tại luôn nha.